Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa Đe. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Rivan. Dự án này thì đã huy động vốn được 26,96 triệu đô. Và thực tế thì dự án có bán chương trình Note Sale. Và chương trình Note Sale thì riêng chương trình Note đã gọi vốn được là 17,59 triệu đô. Về phần gọi vốn các quỹ thì các bạn thấy là có 9 triệu đô được gọi vốn ở vòng Andes Canal vào ngày 14 tháng 8 vừa rồi. Và trong đó thì có DeFi Venture đầu tư. Đấy. Và ở đây thì có DW, NAP và có cả Gate nữa. Thì dưới đây anh em có thấy danh sách rất là dài các cái dự án có các cái quỹ có đầu tư. Và với dự án này thì chắc chắn sẽ rất là tiềm năng để chúng ta săn từ JTIC rồi. Và chúng ta có chương trình săn từ JTIC ở trên Testnet của dự án được công khai ở trên Twitter. Và bây giờ các bạn sẽ cùng mình ấn nút join Testnet để các bạn cùng với mình tham gia chương trình Aruk Testnet này. Các bạn sẽ kết nối cho mình ví MetaMask nha anh em nha. Các bạn có thể dùng ví OKX Wallet cũng được. Thực ra thì hiện nay thì nhiều anh em mà vẫn lựa chọn là ví OKX Wallet nữa. Đây mình có thể chọn OKX Wallet, có lẽ là nó sẽ nhanh hơn. Dàn và xác nhận. Rồi kế đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các nhiệm vụ. Bây giờ thì các bạn sẽ vào cái nhiệm vụ đầu tiên là ấn vào phần Login. Thì ở đây các bạn sẽ có những cái test. Đấy. Trước tiên là chúng ta sẽ ấn vào phần Any Custom. Rồi chúng ta ấn vào phần Apply. Đúng không nhỉ? Phải đúng nó không nhỉ? Đây có 4 dự án này. Block Mail và có... Rồi, cái này thì... Có lẽ mình sẽ back ra. Thì chắc là chúng ta sẽ làm phần test trước em ạ. Thì để làm phần test thì chắc là mình sẽ mở vào phần Fold đây đã. Mình mở Fold để mình có thể là mình sẽ clear một lượng Eth testnet. Đây. Đây là thông số admin.net anh em nhé. Thông số admin.net. Bây giờ mình sẽ yêu cầu testnet trước. Testnet này, testnet iceroom. Rồi ok, chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví ở trên OKX Coris. Mình sẽ lấy địa chỉ ví MetaMask nhé. Sau đây em địa chỉ ví Eth. Rồi, để mình collect ví đó. Có lẽ mình sẽ phải chuyển sang không thể chuyển đâu nhỉ, cái này không request được. Thôi rồi, cái này thì các bạn sẽ tiếp tục ta làm, mình sẽ sang phần test luôn ở đây đi. Rồi các bạn sẽ điền địa chỉ mail và các bạn nút vary nhé. Nếu thư không về thì các bạn yêu cầu lại thư nó, sau đó các bạn copy phần code và các bạn điền vào nhé. Rồi và các bạn nút đến khi được nhé, có thể nó sẽ báo lỗi, em lưu ý nhé, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đã có nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành và đây thì chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ ở phía dưới đây. Ở đây nó có phần 2 social, các cái nhiệm vụ phía dưới đây. Nó là một cái câu hỏi gì đấy. Đối với quiz thì anh em sẽ điền như thế này này. Đấy các bạn điền quiz, quiz thì các bạn điền cái code này, đi pin cái thứ này. Nó khá dài đấy. Các bạn paste vào đây nhé. Và các bạn vào nút vary cho mình. Rồi các bạn vào claim net claim nhé. Đây các bạn đang claim base đấy. Claim base. Và các bạn sẽ nhận được 1000 point. Quá trình này đang thực hiện này. Chúng ta cũng sẽ có phần reward nhé, phần reward này. Chúng ta đã claim thành công nhé. Đấy, các bạn có thể theo dõi cái tiến trình của cái con này. Đấy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào phần ở đây thì cái support nó chưa cập nhật nhỉ. Mình đi loan để trang xem đây. Rồi. Ta sẽ nó sẽ collect nhé, collect tài khoản Discord chúng ta, liên kết tài khoản Discord chúng ta với web nhé. Kéo xuống dưới này, ấn nút phê duyệt này. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ liên kết tài khoản Twitter hay tài khoản X của chúng ta để các bạn nhận được 1000 point nhé. Các bạn cấp quyền ứng dụng này. Rồi tiếp theo các bạn ấn vào next này. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào nút tweet nhé. Cái này tweet hình như các bạn sẽ nhận được gấp đôi cái phần thưởng cho việc liên kết ấy. Phần tweet này thì các bạn sẽ có kèm cả cái link rep của chúng ta luôn. Rồi chúng ta nút got it nhé. À đây thì có phần inter and run clean.
Đấy, cái này các bạn có thể download cái này cho có các phiên bản ở trên nó hiện tại là có phiên bản trên Windows rồi. Ở đây thì các bạn sẽ kết nối với Gatsby, thì ở đây các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ trên Gatsby nhé. Hiện tại thì anh em thấy là các cái nhiệm vụ trên Gatsby thì còn chỉ có cái chap for thôi, chap for anh em thể vào ta làm nhé. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Submit con này cái email thôi phải. À block, cái này là block. Block thì như cái này có phần sign in này, các bạn điền cái email vào ta ấn continue các thứ nhé. Bước đó thì mình cứ để vậy đã. Bây giờ mình sẽ đến phần này, ở đây có cái phần là download, run và item và chạy, thì các bạn chạy cái ứng dụng của nó sẽ nhận được 10.000 AG point đấy. Cái này anh em tìm ta làm thôi. Và đây có phần min data, ta phần min now nhé. Min now thì các bạn sẽ có cái bước claim ETH testnet này. Đấy, chúng ta sẽ claim, và muốn claim được thì khả năng là chúng ta sẽ cần phải thêm cái chain send vào. Thì cái này thì thêm chain cũng dễ thôi. Ở đây mình hướng dẫn nhanh cho anh em các bước để ta bổ sung chain RPC tùy sỉnh nhé. Ở đây mình sẽ thử xem là có mạng à. River, ok. Ở đây trước tiên là mình sẽ ghim cái tiện ích này ra bên ngoài, mở bảng điều khiển bên nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ kéo cái phần này ra đây đã. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây, các bạn ấn vào phần tùy chỉnh, ấn vào thêm mạng tùy chỉnh này. Tên mạng thì ta sẽ là River. Tự động mình sẽ ghi chữ testnet nhé. Rồi chain ID này, chain ID ID chuỗi đấy. Rồi RPC, RPC, URL, RPC này, RPC HTN này. Rồi ổn rồi đấy. Native thì ta sẽ điền là ký hiệu này ETH này, trình khám phá chuỗi. Trình khám phá chuỗi thì ở đây thì chúng ta có trình khám phá chuỗi nó là cái này này. Đấy, cái này cũng dễ thôi. Các bạn ơi thêm vào, bổ sung rất nhanh rồi. Rồi ok. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào nút new nhé, nút new, và bây giờ thì các bạn sẽ thấy được cái ví chúng ta đây. Lúc này đây thì các bạn cần phải kết nối kết nối ví chúng ta nhé. Đây mình sẽ kết nối ví OKSCoreLead vào này, chúng ta kết nối này. Ok rồi, để mình xem nha. Kết nối vào ví ở đây này, rồi mình đoán lại trang một tí đi. Phone này, ở đây có phone này được chưa? Thì cái này lan vào request để ta claim nhé. Request start sẽ claim và có thể gọi cái tiến trình nó ở đây này. Đây là cái hash chúng ta đang gửi đấy. Thì 18 phút trước nó gửi cho cái lượng là 0.00001 đấy, ETH thấy chưa? Rất là nhanh luôn đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ là gì ạ? Mình sẽ tắt cái thanh đóng bảng điều khiển bên đi để chúng ta tiếp tục với màn hình rộng hơn để anh em tiện theo dõi nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ trở lại với giao diện chính ở đây. Cái flow đây thì xin phép anh em chúng ta sẽ tự mình sẽ tạm đóng nhé. Đấy, mình sẽ tạm đóng cái flow đi. Rồi các bạn sẽ cùng với mình chúng ta trở lại với trang chính nhé. Đây chúng ta đang làm nhiệm vụ ở đây, chúng ta đã claim thành công rồi nhé. Claim công rồi thì các bạn sẽ nút min này. Min ở đây thì các bạn sẽ, vì các bạn đã có phí rồi, các bạn có thể chọn gồm nhiều PC trong một hai cái, trong hai cái giao dịch thì mình nghĩ là cái đầu tiên đi. Rồi số ngẫu nhiên các thứ gì phía ETH thì nó tính là bạn không có đủ ETH thì chi trả. Đây mình sẽ giảm xuống phí ưu tiên, mình giảm xuống là 0.2 đi, 0.2 nhé. Phí ưu tiên, phí cơ sở tối đa mới quan trọng, là phí ưu tiên thì không quan trọng. Rồi mình claim thành công rồi nhé. Đây các bạn thấy là chúng ta được claim đến 19 lượt cơ, các bạn có thể điều chỉnh như mình nhé. Đấy các bạn cứ điều chỉnh là cái phí ưu tiên thử cho mình này, 0.1 đấy. Đấy, mình sẽ copy mặc định thì nữa mình paste cho nhanh. Rồi ok. Đấy, đây này, các bạn có thể new cái giá trị mặc định nhưng mà đúng không? Ta có thể new giá trị mặc định cho reverse xác nhận nhé. Và chúng ta có thể new giá trị mặc định và lần sau các bạn làm rất là nhanh. Các bạn claim được tới 20 lần nhé. Đấy anh em thấy này, cực kỳ nhanh luôn đúng không ạ? Các bạn chỉ cần tỉnh táo trong cái thao tác tinh ý một chút, các bạn nhìn ra là anh em các bước sau các bạn làm cực kỳ nhanh.
Rồi, có vẻ như là chúng ta gần như là đã, có lẽ là chúng ta gần như là đã xong với cái phần này đúng không ạ? Các bạn chỉ cần chịu khó thao tác ấn thôi. Đấy, sau khoảng 20 lần thao tác ấn thì mình cũng gần như đã xong rồi. Điều quan trọng là anh em chúng ta cần phải biết set ga đúng không? Đây là một cái thao tác set ga rất quen thuộc với nhiều anh em. Rồi ở đây thì anh em sẽ có thể ra được cái loại NFT như ở đây. Nó có cái loại common, có loại basic và có loại red và uncharted nhé. Rồi, chúng ta sẽ trở lại với màn hình chính, chúng ta trở lại với home đi. Home so testnet, ấn ấn vào lại do testnet này, trở lại đây này. Rồi tiếp theo chúng ta trở lại với phần phần nhiệm vụ rồi nhỉ. Đây, download cái ấy đây rồi. Thế rồi phần test rồi mình để anh em chờ chút nhé, mình đang kiểm tra lại phần thế nào. Green testnet này. Rồi đây. Ở đây đây chúng ta còn danh sách nhiệm vụ này, min min cái này này, cái này min rồi đúng không? Min rồi chúng ta sẽ trở lại sau, còn bây giờ chúng ta sẽ min data. Min data thì hình như là chúng ta cũng đã min rồi, data correct rồi, đúng không? Rồi claim base cái này thì hình chưa làm thì phải. Đấy, chúng ta sẽ claim cái base này này. Cái claim base thì nó sẽ hình như là nó sẽ tự claim luôn, không cần phải thao tác lệnh luôn đấy. Anh em sẽ chờ nhé, chờ nguyên vậy, ở đây nó có nút request đấy, tức là yêu cầu người ta chờ nhé. Rồi mình đã claim base thành công nhé, bây giờ người ta tiếp tục này. Đây có một cái bếp khác nữa nhưng mà hình như chưa 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 được claim cái bếp này. Ta đã có hai cái bếp rồi, mình sẽ reload lại trang này nhé. Hơi lag đúng không? Đây, ấn vào đây thì không ấn được nữa đúng không? Vì chúng ta đã claim rồi. Còn cái bếp thứ ba này. Nói chung là cái nào đã claim rồi thì chúng ta sẽ không claim lại nữa. Ta sẽ back lại phần này nhé. Rồi bếp xong rồi này. Bếp đã claim xong rồi nhé. Ok, về cơ bản người ta đã làm xong tất cả những cái nhiệm vụ chính là rốt này và đến đây thì mình chắc là kết thúc video tại đây và hy vọng mọi em trên kênh chúng ta đã nắm được các bước để người ta thực hiện, người ta làm nhiệm vụ. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.